Xin được giới thiệu, nam diễn viên Hoàng Du Ca. À, xin chào anh và anh có thể gửi một lời chào đến với khán giả của Tám Phim được không ạ? Xin chào tất cả những quý vị nào đang theo dõi chương trình Tám Phim. Du rất may mắn khi được uh, tham gia vào chương trình này để chúng ta cùng tâm sự, chúng ta cùng trò chuyện về phim nhé. Trước tiên thì về cái tên đi. Chắc là với nhiều khán giả nếu như mà mới xem phim hoặc là mới biết đến anh Hoàng thì cũng sẽ uh, hơi thắc mắc về cái tên Du Tên của mình thì chính thức là Hoàng Du Hoàng là họ, Du là tên đệm và ca là tên chính thức của mình. Ừ. Thì cái câu mà giống như thúy hỏi mình ấy là tên của anh độc lạ thế hay là đấy là biệt danh hay là tên thì mình đã phải trả lời đến 30 năm nay rồi. Vì <laughs> nó ai quá đặc biệt đúng không ạ? Ừ. Có liên quan đến một câu chuyện đặc biệt ừ. trong quá khứ từ hồi mà anh chưa sinh ra. Đấy là đặc biệt của bố mẹ anh. Ừ. Bố anh thì là đợt trước. Ngày xưa thì đi diễn với đoàn vào trong Nam gặp mẹ anh Mẹ anh thì lại là ca sĩ Cải Lương ở trong đó Thì mới đem lòng yêu nhau Lấy nhau thì mới sinh ra hai người con Một người con thì là anh anh là Hà Sa ừ. Còn anh thì là Du Ca Hà Sa thì là bố anh đặt đặt tên đấy là vì anh anh đã được sinh ra ở cái sông Uh, sông gì mà có chữ Hà với chữ Sa ấy, thật sự anh cũng không nắm được cái đấy. Nhưng mà về anh thì là bố anh muốn đưa ra cái kỷ niệm là hai vợ chồng gặp nhau đi diễn xa thì gặp được vợ mà vợ lại là ca sĩ, nên là đặt là du ca nghĩa ừ. là người nghệ sĩ du Mục Hòa trên phố đấy. Wow. Đấy. Nhưng mà cái đặc biệt nữa là cái chữ ca và chữ a làm gì có. Ừ. Lúc xác. đầu là bố anh đã đặt, định đặt là chữ C với chữ A nhưng mà bố anh bảo nếu mà đặt như thế thì bị thường quá nó không đặc biệt tức là nó phải thế có giờ, điểm nhấn khác đi ừ, đúng không ạ đổi chữ ca luôn ừ. thế mà người ta vẫn cho đổi vì thế mà sau này đi học là anh chuyên môn bị gọi lên bảng <laughs> vì đặc biệt quá ừ cô giáo cứ sớt cái tên cái là thầy du ca cái a à, tên lạ quá lên bảng và với rất là nhiều nghệ sĩ thì thường khi mà họ đến với nghề họ sẽ thường chủ động định hướng hình ảnh của mình để nhớ tới tức là không chỉ là về một cái tên, không chỉ là về những cái vai diễn mà còn là một hình ảnh mà họ luôn xây dựng. thế nhưng trong những bộ phim thì khán giả hay thấy anh vào những vai nó hơi bạm trợ một chút này, gai góc một chút này, rồi đâu đó nó phản diện nữa. thì đây có phải là chính là cái sự chủ động trong việc chọn vai của anh không hay là mình có duyên với những cái vai diễn như vậy? một phần là có duyên và phần lớn thì là do góc nhìn của đạo diễn và bầu diễn viên thường là như thúy biết đấy phim của chúng ta thì thường là thấy cái gương mặt nào phù hợp với dạng vai nào ừ. thì sẽ chọn ngay thì anh cũng không ngoại lệ hợp mặt những cái vai phản diện xù xì gai góc thì các đạo diễn thường chọn vào những cái vai như thế thì anh cũng vẫn hy vọng là sau này anh sẽ được một vài cái vai tử tế người thiện <laughs> nhưng à? mình vẫn có ngoại hình gai góc xù xì được ừ. thật ra ấy, thì cái vai sơn ở trong uh, cuộc đời vẫn đẹp sao đấy không phải là vai phản diện chỉ là một người đàn ông xù xì và gặp phải một cái hoàn cảnh rất là éo le như mọi người đã xem phim đấy là uh, đang có người vợ và một người, một người mẹ rất tuyệt vời nhưng mà lại bị uh, ngã đập đầu vào thành tàu bị mất trí trôi giạt vào trong nam gặp một gia đình mới có vợ có con mới cho đến vài năm sau mình mới nhớ được ra thì mọi chuyện nó đã rồi. Lúc đấy chúng ta lại đặt mình vào thử xem nếu mình rơi vào tình huống đấy thì mình sẽ phải làm gì. Cá nhân anh khi anh mà nhận được cái kịch bản ấy anh đã đặt cái mình vào vị trí đấy để xem xem nếu là mình mình sẽ xử lý ra sao. Thì với kịch bản thì họ đã đưa ra là phải chọn vợ mới, chọn con bỏ vợ cũ và bỏ mẹ đấy đã, còn sau này thì chưa biết thế nào. Ừ. Nhưng nếu là anh, nếu là ngoài đời nhá, thì tại sao chúng ta không ba mặt một lời đi? Mọi chuyện chúng ta có thể nói chuyện với nhau được mà, đưa hẳn mẹ, đưa hẳn vợ, đưa vợ cũ vợ mới chúng ta ngồi nói chuyện với nhau, trình bày câu chuyện như thế thì anh nghĩ rằng ngoài đời như vậy thì giải quyết sẽ rất dễ. Ừ. Sẽ dễ hơn rất nhiều Khi mà nhận được lời mời của đạo diễn Hay là của ekip sản xuất phim Thì anh có đắn đo không? Có suy nghĩ hay là lăn tăn gì đó Khi mà mình bắt đầu nghiên cứu về kịch bản Hay là mình sẽ phải uh, triển khai nó ra sao Cho cái nhân vật này không? Thật ra ngay từ đầu thì anh đã từ chối một lần à, Ngay khi uh, cô sản xuất Tú Lan Cô gọi điện Cô bảo là uh, tham gia một vai 40 tuổi Thì anh đã nghĩ ngay là Ngoại hình của mình nó cũng hơi trẻ so với cái lứa tuổi đấy thì nếu mà làm dạng phim sitcom, phim youtube thì anh thoải mái lắm ngoại hình có thể thay đổi được nhưng với phim truyền hình thì đâu đó chúng ta phải làm cho nó gọi là chân thật nhất có thể mà với cái khuôn mặt của mình thì và với tính cách của mình bị quá tươi mình bị quá tươi tươi tươi, 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 ừ, tươi, tươi, bị rất nhiều năng lượng mà cái vai này đọc kịch bản thì lúc nào thấy cũng trầm uất cũng phải suy tư cũng phải ừ. uh, không biết làm gì không biết phải lựa chọn thế nào cho đến cuối cùng đưa ra một cái lựa chọn mà để ai cũng phải mắng mình thì anh đã từ chối ngay lần đầu rồi xong độ 10 15 ngày sau thì cô Tú Lan có gọi lại lại một lần nữa cô bảo anh Dũng muốn mày làm nhìn cái ngoại hình này nó xù xì nó gai góc như thế thì khán giả họ mới thích được họ mới nhìn cái ngoại hình họ đã ghét ngay từ đầu rồi nhưng sau đó họ suy ngẫm lại họ nhìn cái câu chuyện họ nhìn cái nhân vật này họ sẽ đưa mình vào đó thì họ sẽ thấy là à cậu này không phải là người xấu cậu ấy chỉ bị đặt vào cái tình huống xấu đấy thôi vậy thì những cái tính cách của nhân vật này ví dụ như là có thể là hơi côn đồng một chút, có thể ừ. hơi cộc cằn một chút Nhưng không phải là một vai diễn phản diện ừ. Thì trong cách thể hiện của mình, anh có phải tiết chế những cái cách thể hiện Để làm sao cho nhân vật này nó bớt xù xì đi một chút không? Có chứ à, Ngay từ ngày đầu tiên à, Mình lên uh, trường quay Gặp uh, đạo diễn Nguyễn Danh Dũng Thì hai anh em cũng đã thảo luận với nhau về Cái tính cách và cái, uh, cái thể hiện ra của cái nhân vật này Nó như thế nào Thì cả mình lẫn anh Dũng đều thống nhất một vấn đề là cậu này cậu không còn trẻ nữa cậu đã trải qua những cái việc mà không phải ai cũng trải qua ừ. nên là cái độ trầm của cậu này phải tăng lên à, không giận dữ này không to tiếng này mà luôn luôn trong cái trạng thái là đầu óc lúc nào cũng bị đau cũng bị khó chịu và không quyết định được việc gì cả cứ để cho cuộc đời nó đi đâu là mình cứ phải đi theo đấy là nó cũng khác so với những cái vai trước của anh đúng không ạ? Ừ, bởi vì phương thấy để ý rằng là có những cái vai diễn khác thì mình vào vai đúng là phản diện luôn, đúng rồi. hay là thậm chí là côn đồ bạn trợn thì nó ra cái chất đó luôn. Rồi. mình đã phải thay đổi nó rất nhiều đúng không? có anh? mục đích rõ ràng những ừ. vai trước của mình là mình luôn luôn có mục đích có một mục tiêu gì đấy ví dụ như đòi nợ là phải có tiền, ừ. đánh người là phải đánh người nhưng mà cái vai này thì lại không biết làm gì, không biết quyết định ra sao cho đến khi cái quyết định cuối cùng mà mình quyết định là bỏ vợ bỏ mẹ Vậy là một vai diễn mà phải nói rằng là có nhiều những cái sự chuyển biến về tâm lý hơn rồi cũng khó hơn về cách thể hiện. Vậy thì cho Phương thấy tò mò một chút và khá, chắc là khán giả cũng dễ tò mò. À, với những vai diễn côn đồ như vậy thì anh Hoàng Du Ca ở ngoài đời sẽ là một chàng trai như thế nào? Ừ, để mà tự nhận xét về mình thì mình rất là vui vẻ. Ừ. Lúc nào cũng thích cười, thích đùa thôi. Chứ Nhìn cái thì... ngoại hình xù xì thế này nhưng mà <laughs> nhát lắm tức là bên trong thì mong manh lắm đúng không ạ? Ừ, mong manh lắm, <laughs> cũng dễ khóc lắm, <laughs> ừ. dễ khóc dễ cười lắm, chọc cái là cười, chọc cái là khóc. Và quay trở lại với câu chuyện của vai diễn Sơn trong cuộc đời vẫn đẹp sao, giống như những gì mà anh chia sẻ thì vai diễn này đã gây ra rất là nhiều những đau đớn, những bất hạnh dành cho nhân vật Luyến. Và khán giả nếu như xem thì cũng chắc chắn là cái cảm xúc ban đầu của họ là sẽ ghét ngay lập tức với nhân vật này. Nhưng sau đó thì có thể họ sẽ đồng cảm hơn. Có khi nào anh Hoàng Du Ca đọc hết những cái bình luận hay là những cái comment của khán giả và cảm thấy rằng là họ cũng đang đồng hành cùng với nhân vật của mình. Và anh có cảm nhận được cái sự thay đổi trong cái sự phản hồi của khán giả đó không? Ừ, có chứ. Để mà đọc hết thì mình không thể đọc hết được các cái comment của khán giả. Nhưng mà hầu như đa phần ai cũng sẽ mắng chửi cái nhân vật Sơn này. Ừ. Bên cạnh đấy thì cũng có rất nhiều nhá. Mình nói là rất nhiều đấy những khán giả thậm chí là inbox trực tiếp cho mình hoặc là uh, phụ huynh của những người bạn uh, những người bạn mình quay lại những cái cảnh là ví dụ như là bạn mình thử là ui cái vai nhân vật sơn này tệ nhờ mẹ nhờ ừ. tệ nhờ bố nhờ nhưng những người uh, phụ huynh đấy thì người ta lại có những cái suy nghĩ thấu đáo hơn uh, bởi vì người ta xem phim người ta quan sát rất là kỹ và người ta phân tích xem cái nhân vật này như thế nào thì người ta lại bênh bảo cái thằng đấy nó 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 bị đặt vào cái tình huống đấy thì nó mới đúng làm thế. Rồi. chứ đâu phải là bây, bây giờ con là như thế con con làm như thế nào, con có chọn bên nào đi chăng nữa, khán giả vẫn sẽ mắng con thôi. Thì đấy là cách mà đạo diễn lựa chọn thì mình cứ làm theo thôi. Và lúc đó thì chắc hẳn là mình cũng cảm thấy vui hơn một chút đúng không ừ, ạ? Vì khán giả họ đồng cảm. Bởi vì uh, thứ nhất là họ đồng cảm với mình, thứ hai là họ càng mắng mình bao nhiêu càng chửi mình bao nhiêu thì mình lại càng cảm thấy vui hơn nữa, bởi vì mình đã uh, gọi là trộm vía hoàn <laughs> gọi là hoàn thiện được cái vai đấy. Và trong bộ phim này thì anh cũng có tương tác với rất là nhiều với diễn viên thanh hương và cả cô thanh quý nữa. À, vậy thì cảm nhận của riêng anh như thế nào? Với u thanh quý thì uh, ca cũng đã qua cái phim cuộc đời vẫn đẹp sao này thì ca học được rất nhiều thứ. Thứ nhất là giữ cái lửa diễn xuất cho mình qua cái việc là ba bốn đúp liền mà đạo diễn Hu bắt đầu một cái là nước mắt của u chảy luôn thì cao cũng có trộm nghĩ là liệu rằng sau này bằng tuổi cô thanh quý thì mình có làm được như thế không ừ. có giữ được cái ngọn lửa đam mê diễn xuất như thế được không mà cắt cảnh một cái u lại bình tĩnh trở lại ừ. ra ngoài ngồi rồi ôi mình bảo nể mong rằng là ước gì đấy sau này khi bằng tuổi u mình vẫn có thể lửa cháy hương hực như thế ừ. còn với thanh hương thì um, thật sự là ngay từ đầu mà cô tú lan cô bảo là diễn với thanh hương ca cũng đã có một chút rén rồi đấy ừ, vì bởi sao vì sao ạ. bởi vì thứ nhất là ngoại hình của thanh hương này thứ hai nữa là cái nội lực trong người thanh hương rất ừ. là mạnh rất là khủng khiếp mà ca thì nhìn rồi đấy ngoại hình thì cũng hơi trẻ này hơi uh, gọi là nhí nhảnh một chút bây giờ lại diễn làm chồng của thanh hương thì cũng e ngại một chút <laughs> mình phải gọi là phải gồng rất là nhiều đúng không ừ rồi, anh đúng rồi đấy cũng phải gồng đó lại... đó. nhưng mà may may sao lại nhờ cô tú lan này anh thái hòa trang này rồi là đạo diễn nguyễn danh dũng toàn những người mà cũng khá là gần gũi với ca cũng đưa ra lời khuyên bảo không sao người không sợ mày càng như thế thì nó mới càng hay được câu chuyện ừ. Nên tức là, là nó có, phải có nghĩ cái đâu. sự đối lập đúng không đúng anh đúng rồi đấy. phải có cái những cái đấy vào thì khán giả họ sẽ đưa ra ý kiến Ừ. thì từ những cái đấy thì chúng ta mới mới gọi là nâng cấp hơn mới thay đổi được chứ có những cái phân cảnh mà đặc biệt ấn tượng hoặc là nhớ rất là sâu sắc thì anh nhớ nhất phân cảnh nào và cảm thấy có nhiều dấu ấn với nó là có cái cảnh hai vợ chồng gặp nhau sơn và luyến gặp nhau ở ngoài chợ thì uh, cái cảnh đấy trên phim chỉ có khoảng độ 15 đến 20 giây thôi nhưng mà quay thì phải hết 3 tiếng ừ. gần 3 tiếng bởi vì quay đúng cái thời điểm thứ nhất là Thời điểm 7-8 giờ gì đấy Là giờ mà chợ Long Biên Họ vào hàng ra hàng Rồi là Rất vận là đông chuyển đúng không? Rất là đông Rồi họ nhìn Rồi họ làm ồn Rồi là họ đi ngang qua hình ừ. Bởi vì đấy là công việc của họ Mình không được gọi là cản trở Thì mình chỉ có thể nhờ họ thôi Nên là cái cảnh đấy mà Gần 3 tiếng mới quay xong Mỗi cái cảnh là Hai vợ chồng đi ngang qua nhau thôi đấy ừ. à, Nhưng mà cái đặc biệt mà ca nhớ nhất ý là cả đoàn phim lúc đấy rất là bình tĩnh không ai cáu không ai nói một câu gì cả mọi người gọi là bình tĩnh chờ để cho quay được những cái cảnh cho xong đi để mọi người còn được nghỉ không ai cáu gì cả luôn luôn giữ cái cảm xúc để cho hương hương có thể gặp được nhân vật sơn luyến có thể gặp sơn và khóc được và đưa ừ. ra những câu thoại của luyến như mọi người đã xem ca cũng rất là thương hương bởi vì là bởi vì sao ca thì tính hay nghịch hay đùa mà hai vợ chồng quay với nhau thì thì nó là toàn những cảnh sướt mướt thôi ừ. mà cứ hết quay cái ca lại hay đùa để cho thoải mái ấy. mà hương thì lại đang giữ cảm xúc cái rất thi thoảng trung ca vậy? ca lại không biết thế là lại đùa một câu thế là nó lại phì cười ra ừ. lại lấy lại cảm xúc vậy còn câu chuyện về cuộc sống về đời thường của anh thì như anh cũng đã chia sẻ là mình sinh ra trong một gia đình cũng đã có cái nôi về nghệ thuật rồi vậy liệu rằng chính những cái sự thành công của những người trong gia đình từ những đạo diễn từ những nghệ sĩ cải lương cũng đã có rất là có tiếng như vậy thì anh có thấy áp lực một chút nào không nói là áp lực thì chắc chắn là phải có rồi bởi vì như mọi người biết thì ca là có bố là đạo diễn diễn viên này mẹ là ca sĩ cải lương này ừ. rồi là anh cũng làm đạo diễn này rồi ông làm đạo diễn này Đấy. chú cũng làm đạo diễn diễn viên này rất nhiều người trong luôn. gia đình làm nghệ thuật nên là cái tính áp lực lại càng cao hơn quan trọng nhất ấy lại là mình lại có một cái đà ừ. mình có thể hỏi mình không biết gì mình có thể hỏi ông hỏi bố hỏi chú hỏi anh hỏi mẹ về ca thì mình có thể hỏi mẹ được bởi vì ca cũng có gọi là một vài vai mà phải ca những câu vọng cổ rồi ừ. là phải cũng phải nhờ mẹ chỉ dẫn cho ca vọng cổ thế nào cho đúng thì cũng đã từng rồi là về công tác uh, diễn xuất thì ca có thể hỏi ông này hỏi bố này hỏi anh này hỏi chú mà quan trọng nhất là những cái phân đoạn diễn hơi hài hài hước một chút thì ca lại có chú hoàng thanh dương ừ. là chú lại chuyên diễn viên hài rồi nên là mình có thể hỏi chú ơi Cách nhả chữ thế nào Rồi cách diễn thế nào Làm cho khán giả hút vào mình nhất là chú Chú chỉ cho cháu ừ. Rồi là những cái cách diễn tâm lý như thế nào Thì mình lại hay hỏi bố Bởi Vì bố mình thì uh, Thứ nhất lại là diễn viên lâu năm này Thứ hai lại là đạo diễn Nên là sẽ có góc nhìn mà Rất là phù hợp dành cho đứa con của mình uh, Ca có những cái kỷ niệm ấy Gọi là mình ra ngoài mình đi quay ấy, Thì các cô các chú diễn viên lớn tuổi cũng đều biết mình a à, cậu du ca này là con của ông hoàng thành du đấy ừ. thì biết là con nhà nòi nên là thường các cô các chú sẽ kệ tự bơi không chỉ, chỉ nữa đấy. nhưng mà các nhà, ví dụ như những diễn viên khác thì các cô các chú sẽ dạy các cô các chú sẽ bảo như thế này như này như này thì cái đấy thì cũng là một điều may mắn đối với ca là các cô các chú để cho ca tự tự bay ừ. tự làm nếu mà sai gì các cô các chú sẽ chỉ cho còn không là các cô các chú kệ đã cho làm để Tức xem là, xem là năng lực đến đâu tin tưởng lắm đây đúng không ạ đúng trước là. mắt là đã tin tưởng đấy nhưng mà cái chính cái tin tưởng đấy làm ca lại càng áp lực hơn ừ. bởi vì đấy mình đã có một cái bước đà là con nhà nòi này thì mình phải làm gì đó nói nói hơi quá là phải hơn người ta ừ. ở những cái diễn xuất đấy cái đấy mới là cái áp lực ở đâu đó có những thông tin rằng anh hoàng du ca cũng đã từng chia sẻ là muốn bỏ nghề không muốn tiếp tục là một diễn viên nữa thì đó có đúng không ạ và anh có khi nào chăn trở về những điều như vậy không ca cũng đã gọi là tâm sự một chút nhé ca cũng đã định bỏ nghề đến 3 lần cơ wow, vậy ạ ca làm gọi là bén duyên với nghề này thì cũng khoảng độ 25 năm rồi ừ. từ hồi bé tí xíu à là bố rồi anh cũng đã đưa đi làm phim cũng đã diễn xuất thì mình cũng rất là thích được diễn xuất bởi vì là nhiều người nhìn vào mình này, mình được uh, diễn xuất này, được hát hò này, rất là thích. Không hiểu sao, tức là cái dòng máu chảy trong yeah. người là mình thích được như thế. Yeah. Rồi sau một thời gian thì uh, bố ca mới bảo là không không ổn như này không ổn, uhm. cả nhà đi làm nghề này là không ổn. Con cứ phải học xong đi đã, cứ tạm thời dừng, học xong đi, rồi uh, tốt nghiệp thì bố sẽ uh, cho vào uh, trường uh, sân khấu hoặc là trường cao đẳng để mình theo nghề. Thì ca cũng đi theo con đường đấy. Rồi sau này khi vào nghề đến năm uh, 2009 ca đã vào nhà hát từ trẻ được 1 đến 2 năm rồi. Ừ. Thì ca cũng mãi chưa thấy có lương. Không có lương cũng không có tiền không, không không đi làm phim. Tức là lúc đó là cảm thấy không có nhiều động lực làm đúng, đúng à? rồi, thiếu bị thiếu cái động lực để mình để mình làm việc, để mình đam mê. Mình chỉ có mỗi một cái mong muốn là mình muốn nổi tiếng thế muốn thôi thể hiện đúng không? muốn thể hiện bản thân và muốn nổi tiếng ờ, nhưng mà gần như là không có cơ hội độ à, năm hai thì thúy không biết ca có 50 cân thôi gầy lắm rất khác rồi bây giờ xấu xí gầy như nghiện ấy <laughs> bây giờ là mập lên có gia đình rồi thì mới đỡ hơn rất là nhiều chứ ngày xưa thì đúng thật là chả ai mời đâu trừ những cái vai nghiện ngập nhưng mà sau một thời gian được bác trí trung bác ấy bảo là tại sao ngoại hình của con như này con làm hài đi con không làm chính kịch nữa con làm hài thôi con pha trò cho mọi người cảm thấy vui cảm thấy vui vẻ là được rồi lên sân khấu chú dạy cho con ừ. Đấy, chú có nhiều trò để làm cho khán giả cười lắm theo chú thế là đi theo Đi diễn cho bác Trí Trung cũng nhiều Cũng học được những cái duyên Của bác ý à, Xong rồi đến năm uh, 2015 Trước khi tham gia cái phim uh, Người phản xử Đẹp. Thì cũng đã định bỏ nghề Bởi vì mãi không kiếm được tiền Phim cũng chả được đóng Kịch thì làm cũng ít Nên là quyết định thôi Nghỉ nghề Làm nghề khác buôn bán hay là làm Chạy xe ôm gì cũng được Nhưng mà ít ra nó lại có tiền cho mình để mình trang trải cuộc sống mặc dù là người hà nội đấy có nhà có cửa có xe nhưng mà thật sự ca không thích cái điều đấy ca thích tự tự làm ra những điều đấy cơ ừ. mà lại càng bị những cái áp lực cuộc sống áp lực công việc mà lại không có tiền như vậy thì thôi bỏ làm người khác để kiếm tiền rồi may sao thế nào lại được gọi đi làm phim người phán xử mà hồi đấy chỉ là quần chúng thôi một cái vai quần chúng mà gần như không có thoại vẫn là đạo diễn Nguyễn Danh Dũng Lần đầu tiên được làm việc với bác ấy Vai diễn thì cũng có thoại Nhưng mà bác ấy sau cái cảnh đầu tiên Mà mình diễn cho bác ấy xem Thì bác bảo anh sẽ cắt hết thoại của em đi Anh chỉ cần em diễn đúng bằng ánh mắt của em thôi Là ok Thế may sao cái vai đấy cũng được mọi người nhớ đến Mặc dù là rất là ít nhá Chỉ là một sát thủ mà hay đi theo uh, Anh Hồng Đăng Để xử lý anh ấy xong cuối cùng đến lúc gặp được anh ý rồi bị đập một gậy chết luôn. <laughs> Vậy thì ngoài công việc là một diễn viên thì anh có song song với một công việc nào khác nữa không? Bên cạnh việc tham gia những bộ phim truyền hình này rồi là một diễn viên của nhà hát tuổi trẻ như anh vừa mới chia sẻ. À, bên cạnh cái việc làm diễn viên, ca cũng làm thêm một chút gọi là đạo diễn này, ừ. sản xuất này, thậm chí là cả làm cả họa sĩ luôn. Tức là rất đa di năng luôn. đúng không Ừ rồi? mình rất thích làm những cái công việc đấy thường là những cái công việc phía sau màn hình tức là anh anh hoàng Dô ca rất đa di năng ừ. và có thể gọi là nghề tay trái tay phải thậm chí là rất viết nhiều. kịch bản wow. ca cũng đã gọi là kiếm kinh tế cũng gọi là chút chút <laughs> ổn định nhờ cái viết kịch bản <laughs> ừ. cho sân khấu cho các đơn vị muốn làm về những chương trình cũng rất hay rất thú vị à, bên cạnh đấy thì ca cũng có một khoảng thời gian một năm là ca làm kinh doanh Um. ca làm uh, mở một quán bắp ở trên phố cổ sau một năm thì kinh tế của ca rất tốt nhưng sau đó thì uh, chán rất chán vì mình mình bị nhớ nghề quá uh. nhớ máy quay nhớ khán giả quá nhớ cái diễn xuất của mình quá và mình lại đi dùng cái đấy áp dụng cho khách hàng quán của mình thì nó lại hơi buồn dĩ nhiên là ca vẫn muốn làm những cái khác để gọi là thỏa mãn những cái đam mê, những cái sở thích của mình thôi. Nhưng mà diễn xuất vẫn là cái mà ca muốn đào sâu hơn nữa, muốn đi dài hơn nữa. Diễn xuất nó nó rất là rộng lớn, nhiều cái để chúng ta làm mà. Ừ. Nên là mình mà chưa đạt đến một đỉnh cao nhất định là mình vẫn chưa hết đâu. <laughs> chưa tới đã từ, từ, đúng, đúng, đúng rồi. Phải đã nữa cơ. Và <laughs> nếu như chúng ta nghĩ về một tương lai gần đi với một vai diễn nào đó, trong một hình tượng nhân vật nào đó mà anh luôn mong muốn, thì anh nghĩ rằng đó sẽ là một hình tượng nhân vật như thế nào? phải là phản diện. Ừ. Ca rất thích vai phản diện, đặc biệt thích những vai phản diện. Bởi vì uh, ca cũng hay đọc truyện tranh lắm. Hay đọc truyện uh, Batman. Ừ. mà đối lập với Batman là có Joker. Đấy, thì Joker có một cái câu cũng khá nổi tiếng là phải có tao thì mới phải có mày. Ừ. Tức là phải phải luôn luôn thiện và ác phải đi cùng nhau. Và với ca nghĩ thì cái ác sẽ được để ý nhiều hơn. Tức cái là ác. một cái phù hợp hơn với anh đúng không? Ừ. Thứ nhất là do phù hợp với ngoại hình của mình này, thứ hai là mình lại rất thích cách diễn gây sự bất ngờ, rồi là diễn những cái bước ngoặt về tâm lý để cho khán ừ. giả, gọi là họ thích thú, họ hút vào mình hơn. Dĩ nhiên là ca cũng thích đóng vai thiện và vai chính rất nhiều, nhưng mà mình đấy, mình phải biết hài lòng thôi. <laughs> ngoại hình mình như này, thì nếu như may mắn ấy, sau này có những đạo diễn nào đó họ có một cái vai diễn là Uh, ngoại hình thì xù xì, xấu xí Nhưng bên trong lại có một tâm hồn đẹp thì sao ừ. Lúc đấy cơ hội lại đến mình Và chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón những vai diễn tiếp theo Khi mà anh Hoàng Duka sẽ có thể tỏa sáng hơn nữa Theo cách của riêng anh ấy Với những vai phản diện của mình Và cũng mong rằng là anh Hoàng Duka sẽ có thể Tiếp tục ghi dấu ấn Không chỉ là với những vai diễn mà sẽ còn thành công thêm Cả với những vị trí khác Và đến với một phần tiếp theo Mà tám phim cũng muốn dành cho khách mời Cũng như là một sự bất ngờ dành cho quý khán giả bắt nãy thì có nghe hoàng du ca chia sẻ rất nhiều về cái nôi nghệ thuật này rồi về những khả năng của mình này thì ngay bây giờ anh hãy dành món quà nào đó cho khán giả bằng chính những khả năng của mình một món quà tinh thần nào đó mà khán giả phương thủy tin rằng là ngày hôm nay sẽ cảm thấy yêu thương anh hoàng du ca nhiều hơn <laughs> vậy thì um, ca sẽ mạn phép ca một câu vọng cổ ngắn ngắn ừ. dành cho khán giả câu vọng cổ này là của vai Quách Văn Tuần ở trong vở Lời Thề Thứ Chín. Ừ. Xin mời anh ca. Rồi một ngày kia chuông nháo đường ngân gian trong gió Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa Người lúa thưa chìm dưới sương màu Vui rất vui vậy là dễ thương và đấy chắc hẳn là một nguyên cái đoạn đó một cái món quà này anh hoàng du ca có phải cắp lại cắt lại xong rồi tặng thêm cho các khán giả ở nhà nữa dạ mình uh, ca không hay đâu chỉ vui vui vậy thôi mong khán giả nào mà gọi là nắm được về câu vọng cổ thì cũng bỏ qua nhá không khán giả sẽ không chê bởi vì ngay như phương tí ở đây thôi cũng đã thấy cái sự dễ thương này rồi à, một lần nữa cảm ơn anh hoàng du ca rất nhiều vì món quà hôm nay và cũng thay mặt cho ekip À, gửi lời cảm ơn anh và chúc cho anh sẽ luôn luôn thành công và luôn luôn cháy hết mình với ngọn lửa nghề như vậy. Xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình 8 phim, đã theo dõi Duka, theo dõi Phương Thúy. Chúc khán giả sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Và lời chúc của anh Hoàng Duca thì cũng thay theo lời kết của 8 phim ngày hôm nay muốn gửi đến quý vị. Cảm ơn quý vị khán giả thật nhiều vì đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những số phát sóng tiếp theo.